Chào các bạn đã quay trở lại với channel Invest và Travel của Jason. Sáng hôm nay Jason đang đi bộ ở cái công viên gần nhà Jason. Trời bắt đầu vào thu cho nên nó cũng hơi lạnh lạnh. Các bạn thấy mặt hồ nó tạo ra những cái sương khói này. Nhìn nó rất là đẹp. Và hôm nay Jason muốn nói cho các bạn biết là hôm nay sẽ bắt đầu có cái meeting của Fed FOMC và sẽ kết thúc vào ngày mai. Thành ra thị trường mình nghĩ rằng hôm nay và ngày mai thường thường người ta sẽ không có mua bán gì nhiều. Thành ra nó có thể đi sideways. Nhưng mà ngày mai thì thị trường sẽ dao động mạnh. Thì trước khi có cái meeting mình sẽ trade như thế nào, nếu các bạn có theo dõi những video của Jason trong quá khứ thì các bạn biết mình hay đánh strangle vào những ngày có cái news quan trọng như vậy. Thì strangle mình nhắc lại là các bạn mua một cái call và một cái put cùng thời điểm. Nếu như các bạn mua xong mà các bạn có lời, các bạn cứ việc bán, các bạn không nhất thiết phải chờ kết quả của cái meeting đi ra. Tại vì khi kết quả meeting ra, nếu như mà nó không có di chuyển, thị trường không có phản ứng gì cả, thì lúc này các bạn không có lời. Còn nếu như mà meeting có kết quả mà Fed nói tốt thì thị trường sẽ lên rất là mạnh, thì cái đường call các bạn sẽ lời. Ngược lại, nếu như mà Fed nói tin tức xấu thì thị trường đi xuống mạnh thì cái buy put các bạn sẽ lời. Thành ra mình sẽ không biết kết quả như thế nào. Cách tốt nhất là khi các bạn mua xong có lời, các bạn cứ việc bán. Và theo kinh nghiệm của Jason chia sẻ cho các bạn, khi các bạn mua một cái option strangle vào những ngày có meeting như vậy thì thường thường các bạn sẽ lời sau đó, ví dụ như là 1 tiếng 2 tiếng sau đó. Cái này là dựa theo kinh nghiệm của mình chia sẻ lại cho các bạn. Ok, nếu như các bạn có mua bán strangle hôm nay thì chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu như các bạn có gì thắc mắc, các bạn có thể comment trong video và mình sẽ giúp các bạn giải đáp những cái thắc mắc đó. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về thị trường chứng khoán cũng như những cái lớp học mà Jason có giảng dạy trong thời gian sắp tới đây, các bạn có thể vào trang web jasonleetrading.com để biết thêm chi tiết. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.